Em chào các bác nhé, hôm nay em giới thiệu tới các bác nhà mình xem cái mẫu xe dòng Ford số tự động. Dòng Ford số tự động cực chất luôn, và rất là nhiều tiện nghi an toàn, rất là nhiều tính năng. Ghế điện cửa lốc, ghế điện cửa lốc luôn các bác nhé. Đấy, có cả cái mền màn hình này, đây số tự động đây. Đây các bác xem này, đây cần số tự động của xe đây nhá. Đấy đúng không ạ, và có một cái màn hình cực chất luôn. Đấy, màn hình cực chất luôn, vào được cả YouTube luôn đúng không ạ? Đấy, vào cái YouTube luôn nhá. Đây các bác xem. Đấy, xe trang bị rất nhiều túi khí này. Đây nội thất bên trong đây. Xe trang bị rất nhiều túi khí luôn. Đấy, vô lăng đây ạ. Đấy, ghế nhớ các thứ các kiểu luôn. Đây các bác có thể là nghe nhạc tùy chọn nhá. Em sẽ quay một số vài cái một vài cái vị trí chính trước, xong sau đó thì em sẽ đi ra ngoài và quay bác mình xem và biết cái thông tin của xe sau nhá. Đây vị trí nhớ ghế này. Đây. Đây ghế điện này. Đây ghế điện chạy rất êm ái luôn. Đây màn hình đây các bác xem này. Đây âm thanh nghe rất hay nhá, như vũ trường luôn. Còn số tự động, một con xe với giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Chỉ với giá hơn 100 triệu thôi các bác nhá. Đấy các bác xem này. Đấy nội thất rất sang trọng luôn. Túi khí rất nhiều. Tầm rơi tầm khoảng 6 đến 8 túi khí nhá. Em chưa đếm nhưng mà nó tầm khoảng 6 túi khí thì đúng hơn. Tí em sẽ đếm lại. Và đây chính là cái hình thức bên ngoài của chiếc xe Ford Mondeo. Em vào tắt đèn đã, không có tí nữa hết điện mất đúng không ạ? Các bác đợi em một chút nhá. Em tắt đèn đi thì xong đó thì sẽ quay qua nhà mình xem chi tiết. Đấy, âm thanh nghe rất là hay. Đấy, rồi ok, bây giờ em sẽ bắt đầu giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình biết về chiếc xe Ford Mondeo này nhá. Đây là chiếc xe Ford Mondeo sản xuất năm 2004, số tự động, và chiếc xe này là bản đủ nhá, máy 2.5. Đấy, máy 2.5 bản đủ. Các bác nhà mình đang quan tâm đến cái mẫu xe số tự động hơn 100 triệu thì mời các bác xem cái video này của em. Em thì còn rất là nhiều xe khác với tầm tiền này nhá. Đấy, với tầm tiền em bên em thì vẫn đang ra bán một những chiếc xe này đấy, thì tầm khoảng loanh quanh tầm khoảng 140 mấy triệu một chiếc. Đấy, có những chiếc thì cũng chỉ có 100, 200, 300 thôi, nhưng mà những chiếc đấy thì các bác biết là xe thì chắc chắn điều rằng là sẽ không đẹp rồi đúng không ạ? Còn chiếc xe này của em là một chiếc xe còn khá là đẹp và còn khá là chất nhá các bác nhá. Đấy, và chiếc xe này thì vừa mới đăng kiểm xong. Vừa mới đăng kiểm xong tháng 10 năm 2020 nhá. Đấy, vừa mới đăng kiểm xong. Đấy, vừa mới đăng kiểm xong được 2 ngày hôm nay nhá. Mới đăng kiểm xong ngày 2 ngày hôm nay. Đấy, cabo này là em chưa đóng hết xuống này. Vâng, đợi em chút em sẽ dập cái cabo này. Đấy, rồi ok. Nhìn nó sẽ khít và đẹp hơn đúng không ạ? Thì các bác biết là một chiếc xe còn khá là cứng cáp đúng không ạ? Và thân hình của xe, form dáng của xe cũng rất là trẻ trung và rất là thời trang, tuy rằng là đời 2004 đúng không ạ? Xe thì cũng đã được trang bị đèn bi rồi, siêu sáng luôn nhá. Và cái đèn pha này vẫn là đèn xịn của xe đấy ạ. Và nước sơn thì các bác cho mình thấy rằng là nước sơn của xe rất là bóng mượt, sạch sẽ đúng không ạ? Đấy, mấy chú gà nhà em nuôi này. Vâng. Cứ người đâu là gà đấy. Em mời các bác nhà mình hãy xem kỹ một chút qua cái video này của em nhé. Và các bác nhà mình hãy điện thoại trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là số 093 8586 307 để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này cũng như là một số những chiếc xe khác của bên em đang có nhá. Bên em thì có thấy rằng là rất là nhiều những dòng xe với tầm tiền trên dưới 100 triệu, rồi trên dưới 200, 300 triệu, 400, 500 triệu cũng có rất nhiều luôn nhá. Đấy các bác nhà mình xem video của em thì hãy để lại một lần đăng ký kênh để mỗi khi em đăng lên video nào thì các bác nhà mình tiếp cận và cập nhật luôn những mẫu video đấy nhá. Đấy các bác xem. À, xe có cái lức sơn rất là bóng bẩy sạch sẽ, rất đẹp luôn đúng không ạ? Rất bóng đẹp luôn này. Gương cổ xe được tích hợp đèn nhá. Đèn rồi xi nhan
Và chiếc gương này thì có cả chế độ cụp gương tự động. Đấy, khi các bác nhà mình tắt chìa khóa đi thì tự động gương sẽ cụp lại, và khi các bác bật chìa khóa lên gương nó sẽ tự động nó xòe ra nhá. Đấy, cực chất. Hiện tại thì em đang quay cái phong vỏ của chiếc xe này để tôi các bác nhà mình xem đây. Các bác nhà mình đang quan tâm đến cái mẫu này thì hãy xem kỹ và gọi điện trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 093 8586 307. Đó là số điện thoại hotline của bên em các bác nhá. Và các bác nhà mình hãy kết nối trực tiếp Zalo, Facebook theo số điện thoại đó luôn. Chỉ cần nhấn đúng cái số điện thoại đấy thì các bác nhà mình sẽ nhìn thấy cái trang cá nhân của em. Là em Trăm ô tô Hải Dương các bác nhá. Sẽ hiển thị ra là em Trăm ô tô Hải Dương. Thì tất cả những cái hình ảnh em cũng đã được đăng lên chắc trên các kênh đi rồi. Thì các bác nếu mà đang muốn xem những cái hình ảnh của xe này và tất cả những chiếc xe khác của bên em thì các bác hãy vui lòng vào trong Zalo hoặc vào trong Facebook để được xem thêm hình ảnh nhá. Và đây thì các bác thấy rằng là chiếc xe cũng đã được trang bị cam lùi rồi đúng không ạ? Chiếc xe này có cả cam lùi và có cả cam tiến luôn nhá. Được tích hợp hết vào một cái màn hình Android. Một cái màn hình Android rất là chất đúng không ạ? Và chủ xe trước người ta cũng mua cái màn hình rất là nhiều tiền nhá. Người ta cũng chia sẻ với em là cái màn hình và cam lùi cam tiến là cũng hết gần chục triệu cơ. Gần chục triệu một cái dàn giải trí như vậy. Đây thì các bác thấy là đèn trước đèn sau rất là sáng và vẫn là đèn xịn, đèn zin theo xe các bác nhá. Chiếc xe đăng ký biển Hà Nội 30E, biển cũng khá là đẹp. Và chiếc xe này thì bên em có thể là hỗ trợ làm công chứng cho các bác nhà mình nếu các bác nhà mình không muốn ra tên, vì biển cũng đẹp rồi đúng không ạ? Bác nào ở khu vực Hà Nội mua chiếc xe này về thì quá là ok rồi, vì biển đang sẵn là biển Hà Nội đúng không ạ? Và chiếc xe có một cái bộ lốp cũng tương đối là dày nhá. Đấy, la răng đúc nguyên bản theo xe, phanh ABS 4 bánh luôn. Rất là nhiều tiện nghi, rất là nhiều chức năng. Và chiếc xe thì chạy rất đầm và rất là chắc chắn nhá. Cái dòng xe Ford Mondeo đấy thì không biết là các bác đã từng đi chưa, nhưng mà em cũng đã đi rất là nhiều. Và bác nào mà đã từng đi cái dòng xe này thì các bác mình hãy cho một cái cảm nhận ở phía bên dưới để cho mọi người biết nhé, mọi người cùng tham khảo nhé. Cái dòng này thì tất nhiên nó sẽ hơi tốn xăng một chút, nhưng mà thực ra nó phục vụ cho cái vấn đề đi lại thì quá là ok rồi. Đặc biệt là các bác nào mà mua về để sử dụng cái vấn đề đi gia đình đúng không ạ? Nếu mà đi dịch vụ thì đây là một chiếc xe thì rất là không hợp lý rồi, vì nó sẽ tốn xăng một chút. Nhưng mà chiếc xe này thì em nghĩ là làm xe hoa thì vẫn còn tạm được đúng không ạ? Về những cái vùng quê mà làm xe hoa cũng rất ok. Đây các bác xem đây. Đèn vẫn là đèn xịn và đèn bi được trang bị rất là sáng nhá. Dàn lốp thì các bác thấy còn tương đối là dày luôn đúng không ạ? Và chiếc xe này thì bên em cũng cam kết với các bác rằng là xe không đâm đụng, không tai nạn, không cấn đụng, không ngập nước các bác nhá. Đấy, bên em bán thì các bác yên tâm về những vấn đề đó, vì bên em sẽ không bán những chiếc xe bị lỗi, bị va chạm ngập nước. Còn tất nhiên là những cái kênh khác người ta sẽ bán những cái dòng va chạm ngập nước rất là nhiều. Nhưng mà kênh em thì các bác biết là kênh em là kênh lớn và kênh mạnh và được rất là nhiều người biết đến, cho nên là không thể là bán những cái mẫu xe mà bị lỗi được đúng không ạ? Bị lỗi sẽ mất uy tín, cho nên là bên em là sẽ không bán những cái chiếc xe mà như vậy nhá. Còn những cái cửa hàng khác và những cái chỗ bán lẻ bán rời bên ngoài thì người ta cũng trà trộn vào những cái chiếc xe bị lỗi thì các bác nhà mình đôi khi là cũng khó để mà biết đúng không ạ? Nhưng bên em thì cam kết cho các bác nhà mình một điều là như vậy, yên tâm. Thợ bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ từng chiếc xe nhập về rồi. Các bác xem video của em thấy hay thì hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh để theo dõi những mẫu video khác nhé. Và ngay bây giờ sẽ quay tới các bác mình xem vào bên trong nội thất của chiếc xe Ford Mondeo này. Đấy, Ford Mondeo các bác nhá. Số tự động thì bên em có cả Ford Laser cơ. Đấy, Ford Laser với tầm tiền rồi Mac này, rồi B này, rồi Camry này. Đấy, Ford Escape này. Đấy, rồi có cả Suzuki APB này, dòng Daihatsu Maglot rất nhiều này. Maglot bên em rất nhiều nhá. Đây Maglot rất là nhiều luôn. Đấy, Camry, Lexus đúng không ạ? Rất nhiều luôn. Mà bây giờ thôi, ngay bây giờ thôi thì cũng không để làm mất thời gian của các bác, thì bây giờ em sẽ quay vào bên trong nội thất của xe để các bác nhìn mình xem nhé. Đấy, xe có cái màn hình Android cực kỳ chất đúng không ạ? Đấy, rất chất luôn. Đấy các bác nhá, màn hình rất to. Và đây cam hành trình của xe đây nhá, cam hành trình được gắn ở vị trí này.
nhìn rất là gọn và rất là đẹp luôn. Đấy, cửa lốc của xe vẫn hoạt động trơn tru các bác nhá. Và chiếc xe này có khóa khiển theo xe luôn. Đấy, khóa khiển theo xe luôn này. Đấy, và túi khí rất nhiều nhá, em đếm này. Em đếm túi khí này là 1 này, 2 này, 3 4 này, 5 6. Có tổng em thấy rằng là có 8 túi khí luôn các bác nhá. Đấy. Một chiếc xe rất là nhiều túi khí luôn và ghế điện cũng vậy. Đấy, ghế điện thôi nhá. Đấy, có ghế điện, ghế phụ cũng ghế điện luôn. Đấy, lên xuống nhẹ nhàng luôn nhá. Đấy, đang di chuyển lên xuống đấy ạ. Đấy. Ghế điện hoạt động trơn tru cả hai ghế trước đấy, à hai ghế bên phụ và bên lái luôn nhá. Đấy các bác thấy. Các bác vừa nghe em tư vấn vừa nghe nhạc nhá. Đây. Các bác nhà mình thấy này. Keo chỉ là còn nguyên nhá. Cái dòng này cái nội thất của nó rất là sang, được thiết kế rất là sang trọng. Như táp lô, táp ly được thiết kế hoàn toàn bằng da xịn. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe chứ mình bọc lại các bác nhá. Đây em quay tới các bác mình xem kỹ đây. Đang quay gần và quay chậm các bác mình xem đúng không ạ? Đây, vách cánh cửa đây. Ghế da nhá. Ghế da này là được bọc một bộ ghế da xịn. Bộ ghế da xịn các bác nhá. Đấy, sờ rất là thích tay luôn. Đây, sờ rất thích tay luôn nhá. Đây, đúng không ạ? Rất là mềm và rất là dẻo luôn. Đây, GPS đúng không? Định vị. Đây, táp lô đây, mời các bác xem này. Hoàn toàn là bằng da nhá. Hoàn toàn da xịn luôn. Túi khí chưa hề lổ một bóng nào cả. Chưa lổ một bóng túi khí nào các bác nhá. Và hệ thống điều hòa tự động của xe rất mát luôn nhá. Đấy. Đấy, hộp số tự động đúng không ạ? Đấy, phanh tay và có cả hộp đồ ở vị trí này. Có cả hộp đồ ở vị trí này luôn nhá. Đấy, cửa lóc này, trần thì vẫn là trần nỉ của xe. Đấy, vẫn trần nỉ của xe các bác nhá. Và bây giờ em sẽ mời các bác xem tiếp theo những vị trí khác của cái chiếc xe Formentor này. Bên em đang có một chiếc xe Formentor nữa các bác nhá. Với giá tiền chỉ có 100 lên quanh 130 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà chiếc này tại sao em bán 140 mấy triệu? Tại vì là các bác thấy rằng là chiếc xe này rất là đẹp, được biển Hà Nội này. Đấy, được rất là nhiều đồ chơi, cái màn hình Android và những cái cam của xe thì cũng lên đến cả gần 10 triệu rồi đúng không ạ? Đấy, và xe thì về sẵn dùng thôi, được rất nhiều thứ nhá và xe rất chất. Đấy, cho nên là các bác nhà mình đôi khi mua nó cũng phải là mạnh mạnh tay ra một tí. Vì xe đẹp mà đúng không ạ? Xe đẹp mua mạnh mạnh tay một tí, chứ còn thì đôi khi những chiếc xe vừa vừa ấy thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, bây giờ mời các bác xem tiếp theo những cái phần khác của xe nhá. Đấy, em đang quay tương đối là kỹ đấy ạ. Đấy, các bác thấy rằng xe rất là gọn gàng, ngăn nắp đúng không ạ? Và nội ngoại thất rất sạch sẽ và gọn đúng không ạ? Đây, các bác thấy này. Bộ ghế da xịn rất đẹp nhá. Đây, phía sau này. Phía sau có cả rèm che nắng luôn nhá. Và đây cũng ghế điện luôn nhá. Đấy, ghế đây cũng điều chỉnh ghế điện luôn nhá. Đấy, ghế tự động lên xuống này. Đấy, lên xuống điều chỉnh nha. Các bác ngồi dưới có thể điều chỉnh được cái ghế ngồi trên. Đấy, khoang rất là rộng rãi, sàn bọc da, có lót thảm rồi. Và cái dòng xe Formentor này thì cốp rất là rộng nhá. Cốp rất là rộng rãi luôn. Và tiếp theo những cái cánh khác thì em mời các bác nhà mình cùng xem. Đây. Các bác xem thì hãy vui lòng gọi điện để được tư vấn thêm. Và các bác mà ở gần nhà em thì em mời các bác đến xem trực tiếp luôn. Xem trực tiếp luôn nhá. Chạy thử cảm nhận luôn. Đấy. Em đang quay cái phần nội thất mà từ bên lái đi vào đây đúng không? Tất cả những cái gioăng của xe là chưa hề bị sờn rách gì các bác nhá. Đấy. Khung vỏ của xe thì rất là đẹp rồi. Những cái dòng này thì để mà han mọt thì rất là khó để mà han mọt đúng không ạ? Chiếc xe này của em là không han mọt nhá. Và nội thất ra thì các bác thấy rằng không hề bị rách sờn gì đúng không ạ? Tất cả những cái vị trí công tắc điện này không hề bị vẹo vọ gì nữa đúng không ạ? Gương điện này nhá,
gương điện được thiết kế ở vị trí này. Vách cửa đây. Đấy. Bu lông ốc vít của xe là chưa hề vặn vọ luôn. Và ở cái vị trí này thì các bác thấy này, được điều khiển những cái phím tích hợp và điều chỉnh âm thanh như là đài âm thanh nữa, tất cả mọi thứ luôn. Đây là đèn này, gạt mưa. Đấy, vô lăng bốn chấu, túi khí nằm ở giữa. Đấy, và đây đồng hồ xe đây nhá. Đấy, chủ xe trước có đặt cả cái lọ nước thơm ở đây luôn. Đây, em mở các bác mình xem cái phần khác nhá. Đây này. Đấy, đúng không? Vào được rất nhiều thứ nhá, như là một cái máy tính bảng luôn nhá. Các bác có thể là lắp sim. Đây là vẫn là sim 4G này, các bác thấy này. Đấy, sim 4G đang ở vị trí này. Đấy, không cần về wifi nhá. Không cần wifi, các bác vẫn vào mạng bình thường nhá. Đấy, rất chất đúng không? Và ngay bây giờ mời các bác mình xem đến cái phần khác nhá. Ồ, đây nó check này, đúng không? Đây nó check nhá. Xem phần khoang máy đi. Bây giờ bắt đầu xem phần khoang máy nhá. Hôm nay trời cũng hơi âm u một chút, đúng không ạ? Đấy, bắt đầu quay đến cái phần khoang máy cho các bác mình xem đây. Đấy, khoang máy đây nhá, máy khô ráo sạch sẽ, lỗ êm ru luôn. Đấy, khô ráo sạch sẽ, lỗ êm ru luôn nhá. Về máy của xe thì không bàn nhá, vì máy rất chất luôn. Vâng, ok. Em cũng đã giới thiệu, cũng đã quay và cũng tương đối là chi tiết về xe rồi. Còn các bác nào mà muốn biết thêm gì hãy alo và kết nối Zalo, Facebook theo số điện thoại 093 8586 307 nhé. Chỉ cần nhấn vào đó. Các bác nhà mình em lưu ý nhé, các bác hãy theo dõi Facebook để được thì kết bên các bác vào kết bạn Facebook nhé. Chứ còn Zalo của em là nó đầy rồi, không kết bạn được. Thì các bác nhà mình hãy kết bạn Facebook và nhắn tin thì có thể nhắn tin Zalo cũng được. Còn thì kết bạn thì kết bạn Facebook các bác nhé. Ok, em cảm ơn. Các bác nhà mình hãy nhớ ủng hộ em và đến xem xe nhé.